Carolina Camilé. Và những nét đẹp văn hóa lâu đời. Nổi tiếng và đặc biệt nhất, đó chính là truyền thống từ tay làm bánh quy. Đây cũng là nơi khởi nguồn của công thức bánh quy mang phong cách hoàng gia Danisa, với nguyên liệu chọn là tinh túy nhất từ bột lúa mì, sữa và bơ kem thường hạn, bằng công thức truyền thống chính gốc Đan Mạch. Mỗi chiếc bánh Danisa là một tuyệt tác của nghệ thuật làm bột trí dày, với tất cả sự tinh tế, ý nghĩa và trang trọng. Danisa đã trở thành một món quà để tiếp đãi trong các bữa tiệc hoàng gia. Hãy cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt vời mà Danisa dành riêng cho bạn. Với tâm huyết cùng sự tận tâm trong quá trình sản xuất, bánh quy bơ Danisa mang đến năm loại hương vị đặc trưng, chinh phục tín đồ của các loại bánh quy hảo hạng trên hơn 60 quốc gia. Ngày nay, Danisa đã trở thành một biểu tượng của lòng trí ân trên khắp thế giới, một sản phẩm có dịp đặc biệt để nói tới lời trí ân cho những người yêu thương và trân quý nhất. Hãy tri ân dân tặng đứng sinh thành, mãi khắc ghi từng tháng năm chăm sóc. Quái thương yêu tôn đầy chiều khoảnh khắc. Hãy chân thành trao gửi nghĩa ân sư, để mãi quý những phút giây dài bạc. Nhớ ơn thầy mọi cuộc mốc thành công. Thầy trân quý biếu tặng người thừa cấp, trọn lòng thành tri ân sự đỡ nâng, mãi trân trọng phúc nhiệt thành hiện chất. Hãy để Danisa nối trọn và trao gửi tất cả những cảm xúc tinh thần thoải mái bằng đời. Danisa, món quà tri ân.